Hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại nhá. Hôm nay tôi đã xây cầu hải tặc và xây đèn hiệu kiểu Trung cổ anh em nhá. Thì tôi đã xây một cái cầu hải tặc còn nối từ đây này, nó nối qua cái thuyền này của tôi. Bởi vì sau này là tôi cũng không muốn dân nó phải bơi qua biển anh em ạ, tội nó lắm. Và tôi đã xây thêm một cái đèn hiệu anh em ạ. Thực ra là nó là xây thêm chứ thực ra tôi sẽ mang cái đèn hiệu ở nhà kiếm của tôi mang nó tới đây đấy. Và tôi đã xây nó vào chỗ này. Tôi sẽ phá cái nhà nấm này đi. Đó. Và tôi xây cái đèn hiệu vào đây. Cái lý do ấy là bởi vì là cái chỗ này nó chính là cái chỗ trung tâm của làng tôi anh em ạ. Và ấy, tôi nhận ra đó là đợt này là tôi xây dựng ở đây nhiều quá anh em ạ. Thế nên là tôi sẽ mang cái đèn hiệu tới đây để nó giúp tôi xây dễ hơn anh em ạ. Đó. Ok anh em. Trước khi bắt đầu video thì nếu mà anh em mà thích hai thể loại Minecraft sinh tồn và Minecraft sinh tồn siêu khó thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký ở bên dưới và click vào biểu tượng cái chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất của tôi anh em nhé. Bởi vì là kênh của tôi là chuyên làm về hai thể loại luôn anh em ạ. Nên là chắc chắn là anh em không thất vọng đâu nhá. Cứ tin tôi đi anh em ạ. Thôi. Ok anh em ạ, thì trong khoảng thời gian offline ấy là tôi đã chuẩn bị đồ luôn ở đây. Đó. Chuẩn bị luôn cho tiện anh em ạ. Bây giờ là chỉ cần xây thôi, đó. Thì nói chung là ấy, cái nào đơn giản thì tôi xây trước. Tôi xin phép anh em cho tôi xây cầu hải tặc trước nhá. Đây. Để xây đấy cầu hải tặc ấy. Đơn giản là mình cần thế này thôi anh em ạ. Đầu tiên ấy, chúng ta sẽ phải craft ra rất là nhiều cửa sập anh em nhé. Rồi anh em ạ, thì chắc là 60 cái là đủ đấy anh em nhỉ. Đây nhá. Bây giờ chúng ta sẽ xây cái này. Đầu tiên là chúng ta sẽ đứng ở đúng cái ổ ở giữa này. Đó. Thì chúng ta đứng ở cái ổ của thang. Đấy, ok chưa? Xong rồi chúng ta xây thôi anh em ạ. Và chúng ta sẽ cứ xây nó ba cái này này. Phá cái nấm đi. Đấy. Mình cứ xây dài ra thôi anh em ạ. Rồi anh em ạ. Thì thật sự là tới đây thì tôi đang hơi băn khoăn. Chắc là mình để ở đây nhỉ? Thế hay là mình xây sát vào thuyền nhỉ? Thôi anh em ạ, chắc có gì là tôi xây sát vào thuyền đi. Đấy. Ngon đấy anh em ạ. Giờ là chúng ta sẽ dùng tới các cái lửa trại anh em ạ. Và đặt nó lên bên trên các cái cửa sập. Hồi trước là tôi xây cầu này thế nên là tôi còn thừa khá là nhiều lửa trại anh em ạ. Rồi anh em ơi. Ngon đấy. Giờ anh em mới dùng cái xẻng và anh em xúc hết cái lửa ấy thôi. Rồi anh em ơi. Thì theo tôi thấy là thường là người ta khá là thích xây cái lửa trại nó ngang ra này anh em ạ. Mà thực ra tôi thấy cái này thì nó cũng đẹp mà anh em nhỉ. Bây giờ nhá, chúng ta sẽ dùng tới thân cây sồi sẫm. Và chúng ta sẽ phải làm cực kỳ nhiều hàng rào gỗ sồi sẫm anh em nhá. Ok anh em ạ. Thực ra tôi thấy bằng này cái hàng rào có vẻ đủ đấy nhỉ. Thì bây giờ chúng ta sẽ xây cái này anh em nhá. Chúng ta sẽ cứ xây bừa anh em ạ. Thì là nói chung là chúng ta cách được một vài ô và sau đó là chúng ta xây rồi. Thực ra là cái cầu của người ta xây ấy là nó dài hơn. Chứ cái cầu của tôi là nó hơi ngắn. Nó hơi ngắn thế nên là tôi cũng không có xây nó dài được anh em ạ. Thì kiểu là thì tôi cách ra thì tôi chỉ cách được có vài ba ô ấy đây này. Tôi chỉ cách có ba ô sao ấy. Còn trên mạng họ xây là họ cách tận 6 7 ô cơ. Đây. Ok chưa? Sau khi mà anh em xong cái này là bây giờ là anh em xây cao lên. Thì kiểu là mình xây trông cho nó giống thiên nhiên ấy. Kiểu mình xây vậy là làm cho cái cầu nó hoang dã ấy anh em. Đây anh em ạ, thì chúng ta cũng phải đặt một cái đèn lồng chứ, đúng không? Thì là bây giờ mà anh em muốn xây cái chỗ đặt đèn lồng ấy là anh em xây nó cao lên này này. Rồi cao thêm một cái nữa. Nào. Một cái nữa nào. Đấy. Đấy. Xong xây ngang qua anh em ạ. Đấy. Xong rồi tôi vào tôi lấy cái đèn lồng ra đã anh em ạ. Ok, thì là buổi trước mà sau khi tôi xây xong ấy thì tôi để đồ vào trong cái nhà cáo tuyết này anh em ạ. Bây giờ tôi qua tôi xem thử xem nào. Hình như là tôi nhớ là có sắt đây này. Có sắt nó có đèn lồng luôn này. Ngon quá. Tôi lấy tôi dùng luôn. Ba cái là đủ rồi anh em ạ. Công nhận là cái cầu này của tôi quá đẹp đấy anh em ạ. Thực ra là cái cầu hải tặc ấy là nó không có được đẹp cái này đâu. Thì trông nó hoang dã hơn anh em ạ. Thế nhưng mà tôi cũng khá là thích cái kiểu của cầu hải tặc anh em ạ. Bây giờ ấy là chúng ta phải xây cái hàng rào gỗ này này.
là nó phải cao lên thêm một tí nữa anh em ạ. Chứ mà cái này là nó vẫn hơi thấp. Đầu tiên là tôi phải nhảy lên cái này. À, bây giờ làm sao mà nhảy lên nhỉ? Được rồi, tôi sẽ dùng nước và tôi trèo lên đây anh em ạ. Đây này. Đấy. Đấy. Ôi chết rồi. Tôi đặt cái đuốc vào anh em ạ. Đặt vào là chốc nó tan ra mà. Tôi xây cái hàng rào nó cao theo hai block nó đi. À thôi một cái được rồi anh em ạ. Đấy, cái này được rồi đấy. Xong rồi tôi sẽ xây thêm một chỗ nó đi nhỉ. Tôi nghĩ là cái chỗ này đi anh em ạ. Đây này. Đó. Tôi sẽ xây nó cao ra. Nào. Vì sao cái chỗ này thì nó vẫn chưa có tan chảy ra tôi nhỉ? Múc. Rồi. Bây giờ ấy là tôi sẽ phải lên chỗ này và tôi xây cao chỗ này lên này. Rồi anh em ơi. Ngon rồi đấy. Xong bây giờ là chúng ta đặt đèn lồng vào đây anh em ạ. Tôi bỏ cái giày ra anh em ạ. Chứ mà công nhận cái giày nó phiền thật đấy các bạn ơi. Đấy. Đặt vào nào. Đặt vào nào. Đấy. Ngon ngay anh em ơi. Ngon ngay. Có đẹp không? Nói chung là trông cũng được được anh em nhỉ. Trông cũng đơn giản đấy nhỉ. Đơn giản mà hiệu quả. Ok nhá. Sau khi mà xong cái này ấy, là chúng ta còn thiếu một cái nữa anh em ạ. Đó chính là các cái thùng. Bởi vì là hải tặc ấy, là chúng nó hay đi lút đồ lắm anh em ạ. Thế nên là chúng nó sẽ có nhiều đồ lắm. Nên là mình phải xây thùng anh em ạ. Là kiểu là mình thể hiện là mình đi lút đồ ấy đó. Đấy. Chắc là tầm 4-5 cái được rồi đấy anh em nhỉ. Đó. Thì bây giờ ấy, xây thùng ấy, thì mình cứ phá đi một vài cái này này. Đó. Xong mình đặt thùng vào thôi anh em ạ. Đặt thùng thì đặt nằm ra, thứ hai là đặt nó thẳng đứng lên cũng được anh em nhá. Ôi tôi đặt nó thế này đi. Tôi trông cái này tôi trông nó đẹp đẹp. Đấy. Xong rồi đặt thêm bên này đi. Yeah. Sao anh em? Nó có đẹp không? Tôi trông cũng đẹp quá đấy anh em nhỉ. Mà chắc là tôi sẽ craft thêm một chút thùng nữa anh em ạ. Đây. Tôi sẽ trang trí thêm ở bên ngoài này anh em ạ. Đấy. Thêm hai cái thùng thế này. Đó. Và thêm một cái vào đây. Vào bên cạnh đó. Được đấy anh em nhỉ. Vào đây cái này. Rồi. Ngon lành anh em ơi. Ngon lành rồi đấy. Xong bây giờ là chúng ta sẽ phá đi một chút này. Phá đi một chút cái lửa trại. Để trông cho nó tự nhiên hơn anh em ạ. Kiểu mình trông cho nó hoang tàn ấy. Bởi vì là bọn hải tặc là chúng nó phá đồ lắm anh em ạ. Thế nên là phải xây thể hiện nó ra anh em ạ. Đấy. Cái này là do chúng nó khuân vác nhiều đồ quá đấy. Thế nên là cái cầu là nó bị hỏng đấy anh em. Ngon đấy anh em nhỉ. Ngon rồi đấy. Được rồi đấy. Thôi tôi đi ngủ một cái. Đấy. Sáng dậy rồi chúng ta sẽ cùng xây cái đèn hiệu anh em nhá. Giờ là tôi phải quay về nhà cái anh em ạ. Tôi quay về nhà để tôi làm hai chuyện. Thứ nhất ấy là tôi sẽ mang cái đèn hiệu tới đây. Thứ hai ấy là tôi sẽ khảm cái thanh kiếm của tôi anh em ạ. Bởi vì thanh kiếm của tôi là nó còn đúng một cái khảm mà thôi. Đó là khảm làm cháy đấy. Đó. Tôi sẽ về nhà và tôi khảm nốt nó vào anh em ạ. Rồi rồi anh em ơi, tôi về tới nhà rồi. Đây nhá. Đấy. Anh em thấy cái nhà mới của tôi chưa? Đấy. Thực ra ấy là nó là cái nhà cũ đấy. Chỉ là tôi trang trí thêm cái sàn nhà thôi. Đấy. Tôi nói là tôi về để tôi mang đèn hiệu tới. Thế nhưng mà thực ra là cái mục đích chính của tôi là khoe với anh em cái nhà của tôi đấy. Có đẹp không anh em? Có đẹp không? Quá đẹp luôn anh em ạ. Quá xịn luôn. Ok các bạn, thì đầu tiên là tôi sẽ tìm cái quyển sách làm cháy trước anh em nhá. À, bây giờ mình muốn tìm ấy là đầu tiên là tôi sẽ phải có cái kệ sách này. Nó là cái bục sách đấy. Bây giờ mà làm cái bục sách là làm thế nào ấy nhở? Tôi quên mất rồi, bởi vì là lâu quá rồi tôi chưa có làm. Đầu tiên là mình cần vào cái kệ sách anh em ạ. Kệ sách là mình cần có da bò này. Xong rồi mình cần có giấy. Giấy đây, có mía đấy. À, tôi hết mía rồi. Thế nhưng mà đã từ khá là lâu rồi anh em ạ. Từ khá là lâu rồi tôi chưa có động vào cái máy pha mía. Và chắc chắn là cái máy pha mà nó làm cho tôi cực kỳ nhiều luôn anh em ạ. Đấy, tôi biết mà. Tôi biết mà. Nói. Thế là tôi đã có được cái bục sách rồi anh em ạ. Bây giờ là tôi sẽ tìm một thằng nào đó. Đây thằng ấy đi.
Thằng này là nó làm nghề thuốc anh em ạ. Thôi, thằng này đi anh em ạ. Đây, cái này là cái hộp nghề của nó đây. Pháo đi anh em ạ. Giờ là anh phải... Ô, anh này là anh chuyển qua làm nghề cá luôn anh em ạ. What? Chôn thôi à? Thôi rồi anh em ạ. Chắc là tôi sẽ lại phải chạy qua cái làng bên cạnh rồi. Bởi vì là cái làng bên cạnh là chúng nó ít có nghề anh em ạ. Chứ mà cái làng của tôi để nhiều hộp nghề quá. Thế nên là gần như là đứa nào tôi cũng có nghề rồi anh em ạ. Thôi nhá, thế tôi qua cái làng bên cạnh đây anh em ạ. Ủa chứ chào rồi anh em ạ. Hình như là tôi quên cái gì đó rồi anh em ạ. Tôi quên Ngọc Lục Bảo. Và tôi quên cả sách luôn rồi anh em ạ. Ok anh em ạ, thì tôi đã về nhà và tôi đã cầm thêm sách và Ngọc Lục Bảo rồi. Nào, có anh nào là chưa có nghề không? Hình như cái làng này nói chung là chúng nó cũng có nghề hết rồi anh em ạ. À đây, còn một anh nông dân này. Hôm nay là anh được đổi đời rồi nhá. Ôi, cái anh nông dân này là anh ấy lên được level 2 rồi. Nên là giờ là anh ấy không có bỏ nghề đâu anh em ạ. Thôi chúng ta phải tìm một đứa khác thôi anh em ạ. Hình như là cái làng này là đứa nào nó cũng đều có nghề hết rồi anh em ạ. Hình như vậy ấy. Thằng này là trước là tôi đổi cái kệ sách với nó này. Không biết là còn thằng nào là chưa có nghề không nhỉ? À, wow, thằng này là đổi sách sửa chữa này. Thế nhưng mà tôi có sách sửa chữa rồi. Thằng này là nó chưa có nghề anh em nhá. Thằng này nó có nghề rồi. Thế nhưng mà nó chưa được trao đổi. Thế nên là mình có thể làm cho nó đổi nghề được. Bây giờ là tôi chỉ cần tìm cái hộp nghề của nó và tôi phá đi là được anh em ạ. Tôi đoán chắc nó là cái này này. Phá đi. À, nó bỏ nghề rồi này. Nó chuyển qua làm farmer rồi này. Có đúng không? Thằng này đúng không? Đấy. Tôi biết là anh ấy chuyển qua làm nông rồi mà. Bây giờ là tôi sẽ tìm cái hộp nghề của thằng này. Nó lại chuyển qua làm nông rồi. Tìm hộp nghề của nó anh em ạ. Thế quái nào vậy? Vì sao tôi không thấy cái hộp nghề của nó nhỉ? Hộp nghề của bọn nông dân chính là cái thùng ủ phân đấy anh em. Xung quanh đây tôi chả thấy một cái thùng nào anh em ạ. Thôi rồi, kệ đi. Chắc là tôi đi ngủ cái đây anh em ạ. Tôi đi ngủ cái cho trời sáng chứ không chốc quái ra. Chết cha ở đây mà ghê lắm thờ. À đây này. Vì sao nó lại có một cái thùng ở đây thế này? Phá đi anh em ạ. Rồi. Thế là bây giờ là chúng ta có một anh là anh ấy chưa có nghề đấy. Giờ tôi sẽ đi tìm anh ấy anh em ạ. Hai thằng này nó có nghề rồi này. Quái nào mà các anh này thì anh trèo lên núi làm gì thế này. Thì sao tôi không thấy các anh làm nông vừa nãy đâu nhỉ? Đây rồi anh em ơi, đây rồi. Anh là giờ là anh ấy không còn nghề rồi này. Đấy, ngon rồi. Bây giờ là tôi sẽ bắt anh ấy làm cái nghề sách anh em ạ. Là để tôi tìm quyển gây cháy anh em ạ. Ok anh em ơi, đây rồi. Cuối cùng là tôi cũng tìm được cái gây cháy 2 rồi anh em ạ. Sau bao lâu đây anh em ạ. Rồi, đổi luôn thôi anh em ạ. Em cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh. Rồi, đi về rồi anh ạ, đi về rồi. Bây giờ tôi sẽ khảm cái gây cháy vào trong thanh kiếm anh em ạ. Đây nhá, kiếm vào này. Sách đâu? Mất 19 level anh em ạ. Nhưng mà nói chung là level tôi nhiều lắm anh em yên tâm. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Quá phê luôn anh em ạ. Tôi còn tận 33 level luôn đây này. Cái này là một thanh kiếm full khảm anh em nhá. Full luôn rồi đấy. Là 7 khảm là full rồi đấy anh em. Quá là phê anh em ạ. Rồi. Bây giờ là tôi đi đào cái đèn hiệu anh em ạ. Xong rồi tôi sẽ mang cả cái đèn hiệu tới cái đảo nấm anh em nhá. Ok anh em ơi. Tôi đã mang cái đèn hiệu tới ở đây. Bây giờ ấy, đầu tiên là chúng ta sẽ phá đi cái nhà này đây anh em ạ. Thực ra là tôi thấy là mấy cục nấm màu đỏ này khá là đẹp. Thế nên là tôi đã dùng xẻng có độ mềm mại anh em ạ. Bởi vì tôi muốn giữ lại cái cục nấm thế. Nếu mà anh em dùng tay không anh em phá thì nó sẽ không rơi ra đâu nhá. Đó, khối nấm đỏ. Anh em ơi, thì là cái đống đồ này này chính là cái đống đồ mà hồi trước tôi xây cái đài phun nước hình con ếch đấy anh em. Từ từ để tôi mang đất qua tôi lấp cái chỗ này đây anh em ạ.
Rồi, thì giờ tôi phải tìm một cái nhà nào đó để tôi cất cái đống đồ này của tôi đây anh em ạ. Chắc là tôi sẽ chạy qua cái nhà cáo tuyết đây anh em ạ. À mà thôi, chắc là tôi sẽ để nó vào trong cái thuyền đây anh em ạ. Tôi thật là tôi hơi lười chạy về nhà anh em ạ, nên là tôi hay để đồ lung tung lắm, nên là anh em thông cảm tôi tí nhé. Ok anh em ạ. Rồi, bây giờ là tôi sẽ xây này. Chắc là tôi sẽ xây cái đèn hiệu trước anh em nhỉ. Bây giờ mà muốn xây cái đèn hiệu trước ấy là chúng ta sẽ phải đào xuống bên dưới anh em nhá. Chúng ta sẽ phải xây cái đèn hiệu ở bên dưới. Mà để tôi đánh dấu bên trên đây anh em ạ. Bên trên là chốc nữa là chúng ta xây này này. Ba ô ở đây đúng không? Ba ô ở đây, nếu vậy là cái thùng của tôi à? Cái thùng của tôi đặt ở đây này anh em này. Để từ từ để tôi nhớ lại cái hình của nó anh em ạ. Đây rồi anh em ơi. Đây nhá. Chúng ta sẽ đặt cái thùng ở đây này. Đấy. Và chúng ta sẽ dịch qua ba ô. Đấy. Đặt thêm một cái thùng nữa. Lại dịch qua ba ô tiếp. Đấy, thêm cái nữa. Và thêm một cái nữa ở đây này. Đấy. Phải đặt tôi thẳng đứng lên anh em nhá. Ok. Xong bây giờ tôi phải đào xuống dưới anh em ạ. Đào xuống dưới để đặt cái đèn hiệu. Rồi anh em ơi. Giờ đặt cái đèn hiệu ra được anh em ạ. Rồi anh em ơi. Ngon rồi. Tôi nghĩ chắc là tôi sẽ chọn một cái gì đó ở cái đèn hiệu anh em ạ. Thì tôi không biết là tôi nên chọn cái hiệu ứng gì. Đào nhanh cả. Đào nhanh thế hay là chọn cái nhảy cao anh em. Hay là kháng cự nhỉ. Thế nhưng mà xung quanh đây chả có quái đâu anh em ạ. Thỉnh thoảng là có một vài con phantom nó ra thôi, chứ còn lại chả có quái đâu. Chắc là tốc độ và nhảy cao đi anh em ạ. Để cho có gì à, tôi di chuyển cho nhanh nhỉ. Có được không anh em? Tốc độ và đào nhanh à? Tốc độ và nhảy cao đi nhỉ. Mà thôi đào nhanh đi anh em ạ. Đào nhanh. Thôi tôi chọn đào nhanh 2 đi. Bởi vì là chủ yếu là tôi cũng toàn gọi là xây ở đây mà đúng không? Đó. Đào nhanh 2 anh em nhá. Rồi. Từ từ tôi cất mấy cái khối sắt và cái đá ở đây anh em nhá. Thế cái nhà tôi phun đồ luôn rồi anh em ạ. Chắc là tôi sẽ cất nó tạm bằng cái thùng này. Đấy. Đẹp như mới luôn anh em ạ. Thì chúng ta cùng xây anh em nhá. Đầu tiên ấy thì là tôi sẽ để cái thủy tinh đã. Đấy. Cái đèn hiệu này của tôi sẽ là cái đèn hiệu màu tím anh em nhá. Đấy. Đẹp không anh em? Đẹp không? Chúng ta sẽ dùng gỗ sồi đã được cạo vỏ anh em nhá. Đấy. Và chúng ta sẽ dùng ván gỗ vân sam. Và chúng ta đã cần đến thùng luôn. Và chúng ta xây này anh em ạ. Xây 4 cái gỗ sồi đã được cạo vỏ xung quanh cái tấm kính. Đó. Và dùng tế ván gỗ vân sam đặt như này. Ok chưa? Xong bây giờ là chúng ta phải phá đi các cái ổ ở dưới này anh em ạ. Đây này, ở đây này. Đó. Đoạn này tôi nhầm anh em ạ. Chúng ta sẽ không phá đi cái chỗ này nhá, mà chúng ta sẽ phá đi ở bên ngoài này cơ. Đó. Phá đi ba ổ bên ngoài này anh em nhá. Ok anh em ơi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái này anh em ạ. Từ từ tôi lấy cái phiến gỗ đã. Bây giờ chúng ta đặt phiến gỗ ra. Đấy. Đặt phiến gỗ vân sam anh em nhá. Đặt như này này. Đấy, ba cái ở đây. Làm vậy với cả ba phía còn lại luôn. À, và ở cái chỗ mà chúng ta vừa mới đào xong cái này là chúng ta sẽ dùng ván gỗ anh em nhá. Và đặt nó ở hai bên ngoài. Ok chưa? Còn lại ở giữa ấy, là đặt cái thùng. Là anh em đặt nó nằm ngang ra này nhá. Đấy. Chỗ nào cũng làm vậy anh em nhá. Ok anh em, ngon rồi đấy. Sau khi mà xong cái này ấy, bây giờ anh em sẽ dùng tới thân cây sồi nhá. Đây. Đấy. Và anh em sẽ xây cái này này. Anh em sẽ xây lên ba cái thân cây sồi. Tôi tính thể hiện skill tí nhưng mà xịt rồi anh em ạ. Rồi. Sau khi mà anh em đã xong được cái này rồi này, là bây giờ là anh em sẽ dùng tới cầu thang. Đây. Cầu thang gỗ vân sam. Và anh em sẽ xây cái này này. Đó.
Xây nó bao xung quanh cái này anh em ạ. Rồi đấy anh em, sau khi mà anh em xong cái này ấy, là bây giờ là anh em sẽ lại dùng tới thân cây sồi và anh em nối giữa các cột này lại với nhau. Rồi anh em ạ, xong rồi đấy. Sau khi mà xong cái này ấy, là anh em sẽ dùng cái thân cây nhá. Thế nhưng mà dùng cái thân cây khác anh em ạ, dùng tới thân cây vân sam. Nhưng mà là mình phải cạo vỏ đi đã anh em nhá. Và anh em đặt nó vào các cái thùng cái này, đặt nó vào bên cạnh các cái thùng. Thế nhưng mà thế này thì nó che mất cái thùng rồi nhở. À không, thực ra là mình sẽ vẫn nhìn được cái thùng đấy. Đây này, ta mình đứng ở đây là mình sẽ vẫn thấy. Ôi, nhầm rồi. Đây mà. Rồi, sau khi mà xong cái này ấy, là bây giờ anh em sẽ đặt tới những cái cửa sập anh em nhá. Anh em sẽ đặt nó vào cái chỗ này này. Đấy, từ từ tôi lấy cái đã. Đây, à, 28 cái cửa sập. À không, không, đặt nó bằng cái cửa sập gỗ vân sam nhá. Đấy, đặt nó vào đây. À, rồi đấy anh em, xong rồi đấy. Sau khi mà xong cái này ấy, là bây giờ anh em sẽ dùng tới cầu thang gỗ vân sam và anh em đặt lên bên trên các cái thân cây. Ngon rồi đấy. Bây giờ anh em sẽ lại phải tiếp tục dùng tới những cái cửa sập nhá. Và sẽ lại là cửa sập gỗ vân sam. Anh em sẽ đặt nó vào các cái chỗ trống này này. Đấy. Tôi thật là chả có ai chăm chỉ bằng tôi đâu. Tôi thức đêm để tôi xây luôn đấy anh em ạ. Đấy, giờ là bình minh nó lên luôn rồi đây này. Tôi cho anh em nhìn bình minh tí nhá. Đẹp không anh em? Các lên bình anh em nhỉ? Thôi, tôi nhìn thế thôi. Quẹ xây thôi anh em ạ. Không cứ lề mề rồi thì anh em chửi chết đấy. Ngon đấy anh em. Sau khi mà xong cái này ấy, thì là bây giờ chúng ta cùng lên bên trên. À từ từ từ, chưa xong anh em ạ. Chúng ta sẽ dùng tới cầu thang gỗ vân sam nhá. Và đặt nó thế này này. Đấy, phía nào cũng làm vậy anh em nhá. Rồi đấy anh em. Mà đúng rồi, tôi còn quên mất cho nói với anh em một cái nữa. Đó là nếu mà anh em mà muốn xây cái đèn hiệu kiểu Trung Cổ này này, là tôi có để cái danh sách đồ ở dưới phần mô tả anh em nhá. Nên là anh em cứ xuống ở đấy để mà xem nhá. Thế nhưng mà cầu hải tặc ấy, là bởi vì là nó còn tùy cái độ dài của cầu đấy anh em ạ, nên là tôi sẽ không để cái danh sách của cầu hải tặc ở dưới phần mô tả nhá. Mà chỉ có mỗi cái này thôi. À, có mỗi cái đèn hiệu kiểu Trung Cổ thôi. Rồi, sau khi mà xong cái này ấy, là anh em sẽ dùng xô nước và anh em đi lên trên nhá. Chúng ta sẽ cùng xây bên trên anh em ạ. Thì bên trên đấy là chúng ta sẽ xây cái này này. Chúng ta sẽ dùng các cái cửa sập gỗ sồi sẫm và bao xung quanh đây anh em nhá. Thực ra là bao ở mỗi cái ổ ở giữa thôi anh em ạ. Đây này. Thì nói chung là chúng ta bao nó lại để cho nó ra có họa tiết đấy. Đấy, có một cái rồi đúng không? Đấy, thêm một cái nữa ở bên trên và một cái nữa ở bên trong. Thì thực ra là còn làm ở cả bên dưới nữa đây các em ạ. Đây này đó. Chúng ta cũng sẽ đặt ở bên dưới luôn anh em nhé. Rồi, ngon đấy. Ok, sau khi mà anh em đã xong tới đây rồi này, thì là bây giờ anh em sẽ cần dùng tới các cái cầu thang. Mà là cầu thang gỗ sồi sẫm anh em ạ. Đây rồi hả? Thôi tôi cầm hết đồ luôn đi anh em nhỉ. Thì chốc nữa mình đỡ phải xuống lấy. Giờ chúng ta sẽ đặt các cái cầu thang gỗ sồi sẫm này anh em nhá. Đặt nó này này. Nói chung là tôi cũng không biết là gọi là nó cái kiểu nào nữa. Thế nhưng mà nói chung là mình đặt nó chụm lại này này. Đó. Làm như vậy với cả ba góc còn lại luôn anh em nhá. Rồi đấy anh em. Ngon rồi đấy. Sau khi mà xong cái này ấy, thì là bây giờ là anh em sẽ lại dùng cái thân cây và anh em sẽ xây cao cái chỗ này lên. Thì theo như tôi nhớ là chúng ta xây cao lên thêm hai cái các em ạ. À, bên nào thì cũng đều xây cao lên thêm hai thân cây các em nhá. Ngon rồi đấy. Sau khi mà xong cái này ấy, là bây giờ là anh em sẽ dùng cái thùng
và anh em đặt thùng lên. Đó, làm như vậy với cả ba cái chỗ này luôn. Thế nhưng mà phải đặt thùng nó thẳng đứng lên anh em nhá. Rồi, ngon đấy. Sau khi mà xong cái này ấy, giờ anh em sẽ tiếp tục đặt thân cây. Đặt thêm một thân cây lên anh em ạ. Ôi. Đây. Rồi, ngon đấy anh em ạ. Sau khi mà anh em đã xong cái này ấy, là bây giờ anh em sẽ dùng cái phiến gỗ sồi sẫm và đặt nó vào bốn góc này này. À, ok chưa? Ôi chết cha rồi. Ôi chết cha tôi rồi. Hình như tôi xây nhầm rồi anh em ạ. Phá bốn cái cột này đi anh em nhá. Thì là tôi không có xây nhầm họa tiết đâu anh em ạ, mà là tôi xây nhầm vị trí. Chúng ta sẽ xây nó vào cái chỗ này nhá. Xây bốn cái cột và bốn cái ô này này. Đó. Bắt đầu ấy là bằng thân cây sồi. Đấy, xây một cái lên này. Xong rồi thêm một cái nữa. Xong rồi thì mới tới thùng. Và thêm một thân cây nữa. Có đúng không nhỉ? Có đúng không nhỉ? Chuẩn rồi anh em ạ. Chuẩn rồi nhá. Anh em cứ tin tôi nhá. Rồi đấy anh em. Ngon rồi đấy. Sau khi mà xong cái này ấy, là bây giờ anh em sẽ dùng đến các cái tường đá cuội. Và anh em đặt nó vào bốn cái góc này này. Sau khi mà anh em đã xong cái này ấy, là anh em sẽ dùng tới hàng rào. Hàng rào gỗ van sam. Và anh em đặt nó lên bên trên cái tường đá cuội. Ok chưa anh em? Sau khi mà xong cái này ấy, là bây giờ anh em sẽ dùng cái đèn lồng. Và anh em đặt nó lên bên trên cái hàng rào này. Rồi anh em ơi. Ngon rồi đấy. Ngon rồi đấy. Ok các em ạ. Hình như là tôi lại hơi sai rồi. Chúng ta phải đặt cái thùng này nó ở cái ô bên dưới các em nhá. Từ từ tôi sửa lại cái các em nhá. Rồi anh em ơi. Sau khi mà anh em xong cái này ấy, là giờ là anh em sẽ dùng tới cầu thang gỗ van sam. Và anh em xây nó bao xung quanh cái bên trên này lại thôi. Rồi anh em ơi. Sau khi mà anh em đã xong cái này ấy, bây giờ anh em sẽ dùng đến thân cây được cạo vỏ. Từ từ tôi xuống tôi lấy nó cái anh em ạ. Đấy. Đây anh em ạ. Thì tôi nhớ rồi. Bây giờ chúng ta phải lên bên trên này và chúng ta sửa lại bên trên này một tí anh em ạ. Thực ra là sửa một tí thôi. Chúng ta sẽ phá đi các cái thân cây này. Đó. Và thay nó bằng là thùng anh em ạ. Đấy. Tôi đặt thùng vào. Ok chưa? Còn bốn cái thân cây này là chúng ta sẽ nối giữa các cái thùng này lại với nhau. Đó. Xong bây giờ chúng ta sẽ dùng cái rìu. Chúng ta chuột phải vào các cái thân cây anh em ạ. Đó. Ngon rồi đấy. Ngon đấy các em ạ. Sau khi mà đã xong cái này rồi ấy, là bây giờ anh em sẽ dùng tới cầu thang gỗ sồi sẫm. Và anh em sẽ lại xây nó này. Đó. Cá là giống cái tầng 1 đấy đúng không? Thế nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ xây bên ngoài thôi nhá. Chúng ta sẽ không có đả động gì tới bên trong anh em ạ. Rồi. Ngon rồi đấy. Sau khi mà anh em đã xong như vậy rồi ấy, là bây giờ anh em sẽ dùng tới các cái cửa sập. Các cái cửa sập gỗ sồi sẫm nhá. Và đặt nó vào bốn cái chỗ này này. Đó. Còn ở mấy cái chỗ bên ngoài này sao? Đây các em ạ. Thực ra là trong video ấy, là họ để các cái cửa sập vào đúng bốn cái chỗ này đấy. Đó. Thế nhưng mà tôi nghĩ là chắc là chúng ta nên để nó vào bốn cái góc. Thật là để khi nào là mình còn mở được lên để mình còn mở cái thùng chứ đúng không? Đó. Mở lên để mình còn mở cái thùng ra chứ đúng không? Yeah. Đấy. Đặt nó vào bốn cái góc anh em nhá. Ok chưa? Còn bốn cái chỗ này thì sao? Chúng ta đặt phiến gỗ sồi sẫm này anh em nhá. À không, hey. Đặt phiến gỗ phân sam anh em ạ. Rồi. Đấy. Ngon rồi đấy. Yeah. Được rồi đấy.
Sau khi mà đã xong cái này rồi ấy là có vẻ là chúng ta cũng xong được khá khá rồi đấy anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xuống bên dưới và xây anh em nhá. Ở bên dưới chúng ta đã xây cái này, chúng ta sẽ tiếp tục dùng các cái cửa sập gỗ vân sam anh em ạ, và đặt nó lên bên trên cái chỗ này này, đặt nó ở cái cầu thang gỗ sồi sẫm. Ok chưa anh em? Xong rồi sau đó chúng ta dùng xích, chúng ta đặt nó hai cái xích xuống và đặt cái đèn lồng vào anh em ạ. Chúng ta sẽ làm như vậy với cái phía đối diện này anh em nhá. Hai cái xích vào này, thêm cái đèn lồng vào này. Thế còn ở hai cái bên này sao? Bên này và cái bên đối diện này sao? Chúng ta cũng sẽ đặt xích này, nhưng mà chúng ta sẽ đặt lá cây vào anh em nhá. Đấy, sẽ không còn là đèn lồng nữa. Đặt như vậy cho nó mới anh em ạ. Đấy, cái bên này cũng làm tương tự vậy anh em ạ. Để từ từ tôi đặt cái này xem nào. Cái cửa sập này nó hướng về đây à? Vậy tôi cũng đặt nó ở đây anh em ạ. Đó, hai cái xích vào, cái lá cây vào. Đó, ngon đấy. Hình như ở xung quanh đây có hàng thương nhân đúng không? Tôi nghe tiếng nó. Đây, What? Thế quái là anh thương nhân bay lại trên đây được? What? Thần kỳ nhỉ anh em nhỉ. Để từ từ tôi sửa lại cửa này cái anh em ạ. Tôi đặt cho nó chuẩn chiều, đặt ở đây mới đúng này. Đấy, chết cha rồi. Tôi lên tôi đặt cái này đây anh em ạ. Nhập rồi. Sau khi mà xong cái này rồi ấy là bây giờ chúng ta sẽ phải lên trên tầng 2 anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ dùng tới những cái cổng rào và đặt nó ở bên dưới các cái thùng. Đấy, bây giờ anh em sẽ dùng tới lá cây và anh em sẽ đặt ngang hàng với các cái thùng. Rồi đấy anh em. Ngon rồi đấy. Sau khi mà đã xong cái này rồi, giờ anh em sẽ xuống này và anh em sẽ dùng tới các cổng rào, đặt nó ở các cái vị trí này nhá. Và anh em phải nhớ mở ra nhá. Rồi. Sau khi mà đã xong vậy rồi ấy, bây giờ anh em sẽ dùng tới lửa trại. Đấy, và anh em sẽ đặt nó ở chỗ này này, đặt nó ở bên trên các cái cổng rào. Chắc là tôi sẽ phải đi lên cái anh em ạ, chứ mà tôi đứng ở dưới chắc là hơi khó đặt. Rồi. Ơi, hơi vội anh em ạ, hơi vội. Bình tĩnh. Rồi. Đây nhá, chúng ta cũng sẽ đặt nó nằm ngang ra anh em nhá. Đấy, xong rồi chúng ta sẽ lại dùng xẻng và xúc cái lửa đi anh em ạ. Đó, thì tôi nhận ra đó là nếu mà mình mà cầm cái lửa chạy nó qua cái tay trái các bạn thì chúng ta sẽ làm nó nhanh hơn đấy. Yeah. Đó, tôi làm nhanh hơn rồi đấy, tôi xây 2 ngày rồi đấy các em. Cái này là bình minh của ngày thứ 2 đấy các bạn. Sau khi mà xong cái này rồi ấy là bây giờ chúng ta sẽ dùng tới các cái nút đá và chúng ta đặt ở bên dưới các bạn. Mà từ từ đã, từ từ, trước khi làm vậy ấy, là chúng ta sẽ còn phải dùng tới các cái cửa sập nữa. Thì là 8 cái cửa sập gỗ văn sam ấy, chúng ta sẽ đặt nó vào các cái ô này nhá. Đấy, đặt nó ở bên trên các cái thùng á, và đóng nó vào để làm cho nó có thêm họa tiết đây anh em ạ. Rồi đấy. Ngon rồi đấy. Thế còn 8 cái cửa sập gỗ sồi sẫm ấy thì là chúng ta sẽ đặt nó ở bên trên này anh em ạ. Ok anh em ạ, 8 cái cửa sập gỗ sồi sẫm này này. Mà thôi từ từ để tôi sửa lại bên trên này anh em ạ. Chứ thực ra là tôi thấy đặt như là cái video họ làm ấy, họ đặt nó đẹp hơn. Tôi sẽ đặt các cái cửa sập vào 4 cái bên cạnh đây anh em ạ, chứ tôi sẽ không đặt nó vào góc nữa. Đấy, đặt nó vào 4 bên cho đẹp anh em ạ. Thế còn 4 cái góc ấy là chúng ta sẽ đặt cái phiến gỗ nhá.
Đó. Tôi thấy này có vẻ đẹp hơn anh em ạ. Đấy, còn 8 cái cửa sập này này. Đặt nó bao xung quanh lại anh em ạ. Đó, nó giống với cái tầng 1 là mình đã làm rồi đấy. Nhà bao xung quanh ở bên ngoài thôi anh em nhé. Chứ còn cái chỗ giữa này thì không bao rồi anh em ạ. Ui 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 ui. Cẩn thận anh em ạ. Rồi. Có 4 cái ấy, là bao ở bên dưới. Đó. Ok anh em nhá. Ngon rồi đấy. Ngon rồi đấy. Chỉ còn lại một chút nữa thôi anh em ạ. Đó là 8 cái nút đá này này. Thì là ấy, đơn giản thôi. Đặt nó vào các cái thân cây này này. Đó. Thế nhưng mà từ từ anh em ạ. Bây giờ tôi chưa đặt vội. Còn một cái nữa mà nó sẽ làm cho cái đèn hiệu kiểu trung cổ ấy cực kỳ đẹp anh em ạ. Đó chính là những cái tấm thủy tinh được nhuộm tím anh em ạ. Đấy. Bây giờ tôi sẽ làm nó ra thành những cái tấm ấy. Đây này. Đâu rồi? Cái craft table của tôi. Đây. Tôi sẽ craft nó ra cực kỳ nhiều các cái tấm này anh em ạ. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ cùng trang trí anh em nhá. Đẹp lắm. Trang trí cái này vào là trông cái đèn hiệu này trông y như là thánh thật luôn anh em ạ. Đẹp lắm. Từ từ tôi dùng nước lên đây anh em ạ. Đây. Đơn giản thôi. Chúng ta cứ đặt bừa anh em ạ. Anh em thích đặt thế nào ấy thì anh em đặt thôi. Thế nhưng mà anh em cố gắng làm sao để anh em đừng tạo ra cái hình này nhá. Á, à, vì anh em tạo ra cái hình này này thì trông này nó đã xấu anh em ạ. Đặt nó cao lên cái này. Á, à, xong phá cái bên dưới đi. Thì anh em dùng cái gì nó có cái độ mềm mại ấy thì anh em sẽ phá được. Đấy. Cứ đặt như vậy xung quanh cả cái khối đèn hiệu này thôi anh em ạ. Đó thì nói chung là làm cái này cũng khá lâu anh em ạ. Khá lâu. Rồi anh em ơi. Thì nói chung là nó kiểu kiểu cái này đấy. Thì anh em trông nó sẽ huyền bí hơn đấy đúng không? Đây này. Đấy. Đẹp không anh em? Đẹp không? Quá đẹp luôn rồi các bạn. Thật quá đẹp luôn rồi. Này là tuyệt nhất luôn rồi các bạn. Này là gọi là nhất hạng luôn rồi các bạn. Nhất hạng luôn đấy. Quá đẹp. Rồi. Sau khi mà xong cái này là chúng ta sẽ hoàn thành cái này bằng các cái nút đá thôi các bạn. Xây nó vào các cái thân cây được. Thì cái lý do tại sao mà nãy mà tôi chưa có xây luôn ấy là bởi vì là nước là nó sẽ cuốn trôi các cái nút đá đi anh em ạ. Đó. Tôi là tôi phải xây lên cao mà. Tôi xây lên cao để tôi còn đặt mấy cái tấm thủy tinh mà. Đấy. Thế nên là sau khi mà xong các cái tấm thủy tinh ấy thì tôi mới đặt đến các cái nút này các bạn. Ngon rồi đấy. Ngon đấy anh em ơi. Đẹp không? Đẹp không anh em? Từ từ tôi đứng ra xa xa cho anh em nhìn nhá. Đấy, ui dồi ôi. Đẹp không? Ê, quá đẹp luôn anh em ạ. Quá đẹp. Thì tôi nghĩ là video hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Cực kỳ cảm ơn anh em vì đã xem tới tận đây nhá. Hẹn gặp lại anh em ở video lần sau nhá. Tôi yêu anh em rất là nhiều.